ăn hải sản trên biển và buổi lặn san hô nhớ đời. Do không có thời gian cả ngày để đi cù lao Chàm, nhưng cũng muốn một lần lặn ngắm san hô là như nào, tụi mình đã quyết định đi đảo Sơn Trà. Tính là sẽ quay review địa điểm chính xác ở đây, nhưng mà anh chủ bảo không cần đâu em ơi, quay review cái gì, quán anh đông sẵn rồi. Ok, vậy thì mình sẽ quay theo kiểu lưu kỷ niệm chuyến đi chơi lần này. Sau khi đã gọi món, tụi mình đã di chuyển lên thuyền phao và đi lặn san hô. Sẽ là 350 nhân lượng cho một người, muốn lặn tới khi nào chán thì thôi. Di chuyển tầm 10 phút thôi, nhưng mà bạn nào bị say sóng chuẩn bị tinh thần đi nha. Mình sẽ mặc áo phao, đeo kính lặn và ống thở. Và đây chính là hình ảnh của tôi đang rất là hào hứng trước khi bước xuống nước. Như trong tưởng tượng là nơi đây sẽ rất là vui và nhộn nhịp, nhưng sự thật là không một bóng người, duy nhất chỉ có đám tụi mình mà thôi. Anh chủ bảo đảm là nước trong xanh và thấy san hô rất là rõ. Phải công nhận là nước xanh thiệt, nhưng mà trong hay là không thì mọi người tự nhìn nè. Nó đục ngầu, chỉ thấy mờ mờ mà thôi. Cái cảm giác đầu tiên khi mình vừa úp mặt xuống dưới nước để ngắm san hô thì nó giống như là biển mênh mông, không gian xung quanh yên tĩnh. Đang tưởng tượng sẽ rất là vui, nhưng mà nó lại làm cho mình rất là sợ. Ở đây có bạn nào đã từng đi lặn rồi bị cái cảm giác đó chưa? Ở đây mình sẽ được ngắm, được rờ san hô nhưng không được gây tổn thương và mang nó vào bờ. Mới lặn được có 10 phút mà cả team của mình trốn hết lên trên thuyền. Nhưng mà do mình tiếc tiền quá, mình cũng ráng lặn thêm tí xíu nữa rồi về luôn. Và đây là hình ảnh của tôi trước khi xuống nước, và đây là hình ảnh của tôi sau khi đi lặn. Về lại bờ tắm sạch, mình sẽ thay đồ và đi ăn liền luôn. Đầu tiên là món tôm sốt Thái, nhìn hấp dẫn nhưng mà ôi thôi, ăn một cái ốc mình nó lên tới vũ trụ. Có sẵn trong đó quá nhiều mù tạt. Tới lẩu cá bóp vì có rau om mình ăn không được, nhưng nghe mọi người bảo là nước lẩu ăn tạm nhưng cá rất tươi và chắc thịt. Riêng món mì hải sản đúng kiểu chân ái của cuộc đời. Tổng kết vừa lặn vừa ăn, bill trên 2 củ.